tiến vào sân để làm những thủ tục trước khi bước vào trận đấu. Trận đấu giữa câu lạc bộ Viettel và câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Một tiền đạo có tốc độ rất tốt. Hoàng Anh Gia Lai, tấm bằng đội trưởng cũng được trao lại cho Tuấn Anh. Các cầu thủ số 3 Quế Ngọc Hải, số 91 Luis Silva, số 17 Vũ Văn Thành, số 7 Nguyễn Phạm Hồng Duy, số 11 Nguyễn. Như vậy là cuộc so tài giữa câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và câu lạc bộ Viettel đã được diễn ra. Đường chuyền bất cẩn của Văn Thành, Bruno Cunha, Luis Silva đã lên tham gia tấn công. Đường chuyền của Hồ Khắc Ngọc, Văn Toàn. Đường chuyền trong lượt trận mở màn thì Khắc Ngọc cũng đã có đường chuyền. Câu lạc bộ Viettel sẽ hướng đến một mục tiêu cao. Damir Memovic chính là Duy Thường. Pha xử lý không thành công vừa rồi là của Venasio. Cơ hội cho Hoàng Gia Lai dứt điểm. Pha tranh chấp của trong lượt trận mở màn thì Cali đã thi đấu rất hay. Hồng Duy đã Hoàng Đức pha xử lý rất hay. Hoàng Đức rất kỹ thuật, rất nhiều niềm tin cho các cổ động viên bên phía Duy Thường. Những phút vừa qua Duy Thường rất tích cực cho mượn ở mùa giải năm 2018. Cơ hội cho câu lạc bộ Viettel dứt điểm. Hoàng Gia Lai và Hoàng Đức đã có một pha dứt điểm rất nhanh. Tình huống sai lầm bên hàng phòng ngự câu lạc bộ, bóng vẫn thuộc về câu lạc bộ Viettel. Và ít phút vừa qua thì đội báo đỏ đã có được những pha dứt điểm rất đáng chú ý. Văn Toàn cơ hội, trên vòng quát dứt điểm, không phải. Trevor Watt đã của Văn Toàn. Ý tưởng của Trevor Watt là khá tốt. Đường chuyền vào của Văn Thành. Hồng Duy. Hai chỉ sau câu lạc bộ Hà Nội. Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã ghi được tới 45 bàn. Đây là cơ hội. Này ghi nhiều bàn hơn cả câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Than Quảng Ninh. Trevor Watt đường chuyền. Pha dứt điểm. Số vẫn đang là không đều. Bruno. Lúc thổi phạt góc vừa rồi của các trọng tài. Chuyển cho mình nó để ý vào chỗ bài nhắc các chỗ. Ý là không biết là số 9 đâu. Văn Thành. Nguyễn Phạm Hồng Duy. Bóng không qua hàng rào. Văn Toàn, Trevor West dứt điểm. Nhưng trước đó phải kể đến đường chuyền của Văn Toàn. Một phản phá cho câu lạc bộ Viettel trong pha bóng này. Căng và chính xác của cầu thủ áo số 10 bên phía câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Lại một tình huống thoát xuống của Trevor West. Cơ vị của Trevor West. Tình huống sai lầm của đội chèm lại pha bóng này. Quế Ngọc Hải đã phạm lỗi có thể có được bàn thắng thứ hai. Vũ Văn Thành, một pha dứt điểm của Vũ Văn Thành rất đẹp. Hồng Duy xử lý rất hay, vẫn là số 7 dứt điểm. Và sau liên tiếp những cơ hội thì đội khách đã có được hai bàn thắng. Ý đồ của cầu thủ mang áo số 97 và cực kỳ chính xác. Pha xử lý cao. Vẫn là các cầu thủ áo. Như vậy số của hiệp đấu này là 2-0 nghiêng về Hoàng Gia Lai bằng các pha lập và Châu Ngọc Quang. Ngay đầu hiệp 2 thì chúng ta có thể thấy câu lạc bộ Viettel trong hai bàn thua của câu lạc bộ Viettel thì cơ hội cho Viettel. Thi đấu cũng không được tốt. Bruno cũng vậy. Khi mà đó là điều kiện để tạo ra những tình huống phản công cho câu lạc bộ Hà. Venasio
Venasio đã Văn Toàn thi đấu không tốt, trung vệ mà có được bàn thắng. Trevor West đang thi đấu. Đường truyền của Ngọc Sơn vẫn là một thế trận bế tắc của Viettel ở những phút đầu hiệp 2. Đường truyền của em lại pha bóng này, bóng dường như đã chạm tay. Triệu Văn Hưng đang di chuyển rất nhanh, bóng đã chạm tay Trọng Sáng. Tốc độ của Văn Toàn rất tốt của cầu thủ áo số 37 là không chính xác. Trevor West chuyển về từ câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, Memovic lập tức cho thấy giá trị của mình. Đường truyền của Khắc Ngọc đồ rất hay. Vũ Văn Thành có vẻ như Tuấn Anh đã bị đau. Có một tình huống va chạm với nhau. Quế Ngọc Hoài, Việt Phong, tình huống bóng lộn xộn, cơ hội dứt điểm, cơ hội nữa cho câu lạc bộ Viettel. Ngọc Sơn theo những phút thi đấu cuối trận sẽ bóng này. Quế Ngọc Hải là người đã có một pha 10 phút cho những nỗ lực. Người ghi bàn là Bruno Cunha. Bàn thắng của câu lạc bộ Viettel. Thi đấu còn lại, đánh đầu. Và trong một tình huống lên tham gia tấn công thì Quế Ngọc Hải đã có một đường truyền khiến cho Trọng Sáng cơ hội. Đường truyền đánh đầu và đều. Dương Văn Hào là người có đường truyền quyết định để cho Việt Phong đánh đầu. Cơ hội Dương Văn Hào. Hoàng Đức dứt điểm không vào. Cơ hội và những phút cuối đầy hấp dẫn. Câu lạc bộ liên tiếp 3 bàn thua. Gỡ hòa cho câu lạc bộ Hoàng Anh. Văn Anh cũng là người được huấn luyện viên